Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình. Hưng được các fan gửi tới trong số rất là nhiều clip mà họ đi đường thấy những người họ hát hay mở nhạc của Hưng để hát theo hoặc là để bán này đến kia đấy. Thì cái clip của bạn Bá Hồng là một clip gây ấn tượng với Hưng mạnh nhất, tại hát khá là giống. Thì em thấy rằng là đầu tiên là một cái game show do Trấn Thành, có Trấn Thành làm giám khảo nữa đó. Thì Hưng có Trấn Thành là gửi Hưng đầu tiên nha. Xong rồi sau đó Hưng có nhờ Trấn Thành là gửi giùm Hưng đến bạn ấy 5 triệu để hỗ trợ cho cuộc sống. Sau đó thì gửi các fan gửi lại clip mà bạn ấy trực tiếp đi bán hàng sao đó. Thì thấy hoàn cảnh đáng thương thì Hưng mới tìm hiểu hỏi thử là quay clip ở đoạn nào. Và bạn thấy rằng là ở chợ Tân Định là mỗi buổi sáng dậy dậy đó thì là có ekip của Hưng đi quan sát, và sau đó là mình đánh úp đó, cũng dùng một cái loa của Hưng kèm theo luôn, bật theo luôn để cho bạn ấy hát. Xong rồi Hưng mở, tại vì mà không muốn cho bạn biết mà đó, chứ còn nếu mà đẹp để bạn ấy mình tới mình đề nghị là bạn ấy nghi ngờ liền đó. Hay là mình sau lưng đi theo của mình, mặc áo thì mình ngụy trang cho mình hát xong ca cái phần bạn ấy hát, tới phiên Hưng hát lên bạn ấy bất ngờ đó. Và cuối cùng bạn ấy không tưởng được là có ngày là gặp được thần tượng còn hát xong ca như vậy nữa. Cho nên là từ đó cho đi là bắt đầu thân cái bạn ấy xin beat của Hưng, xin cái beat để hát này, đi hát là Hưng gửi tặng để cho bạn ấy có thể dễ dàng hoạt động. Đó là duyên cớ, đó là cái duyên cớ mà Hưng đã gặp được Bá Hồng. Thì Hưng cũng muốn thử xem bạn bình tĩnh như thế nào hay là phản ứng ra sao. Hưng biết cảm xúc của bạn ấy lắm. Hưng thích nhất là cái trò chơi mà vỡ òa mà khán giả Hưng fan Hưng biết rồi đó. Hưng hay là bất ngờ cái này cái kia cho người mà ta wow lên. Thì đây là cũng là một cái Hưng thích thú và muốn làm thử ra sao. Thì cuối cùng là được công chúng đón nhận, khán giả rồi cộng đồng mạng xã hội quan tâm. Cuối cùng sau đó nói chuyện qua lại nhiều thì Hưng tìm hiểu về cuộc sống của bạn nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn, và Hưng quyết định giúp đỡ cho bạn Bá Hồng. Tại vì cái khả năng có thể chữa được thì mình mới dám nhận lời, chứ mà cái khả năng mà nó bị nguy cơ là không thể nào chữa được thì rất khó để mà giúp đỡ. Đầu là Hưng quan sát và hỏi bạn rất là nhiều về cái hành trình bạn đã đi làm, đã khám và đã từng chữa đâu chưa, thì bạn nói hết kể hết ra thì Hưng mới xin bình án luôn để Hưng gửi tới những cái nơi mà Hưng có thể hỏi thăm được và nhờ cậy được. Thì cuối cùng đã tìm được một cái nơi bác sĩ từ Singapore qua luôn. Thì trong cái đợt ông qua, ông nói là khả năng này có thể làm được tới 30% sáng hơn so với bình thường. Thì đã đọc quá mừng rồi. Cho nên thế là Hưng cùng với những người bạn bè em út thân thiết của Hưng cùng nhau gom lại để giúp đỡ cho bạn ấy. Sau thời gian là chữa mắt xong, còn có cả thêm một chút phần kinh phí để cho bạn ấy trang trải, mua thêm đồ để bán, còn đặc biệt là cái beat để bạn ấy khỏi tốn tiền đi làm nhạc để có thể hát mỗi ngày. Hưng nhớ là nhắn tin là em ơi em thích bài nào thì anh gửi cho em cứ nhắn tin hết ra đi. Trời ơi, ông gửi một cái list ít lắm, chừng 50-60 bài á. Trời, mình không có vấn đề luôn, cái mình giao cho người quản lý nhạc mình á, em gửi cái beat này vào cái địa chỉ mail này cho bạn ấy tự đao về tự làm nhạc này kia đó. Bạn ấy rành cái này lắm, Bá Hồng rất rành, hay là gửi cho bạn ấy loạt bài đợt 1, xong đợt 2 anh ơi gần Tết rồi, anh ơi gần tới lễ rồi, có những bài gì bạn ấy quên nó còn sót ấy, gửi mail tiếp, lại gửi tiếp nữa. Đó là một cách giúp người cái cần câu cá, cho đem cá tặng cho họ mà để họ lười biếng. Thì bạn Bá Hồng này rất là ý thức, rất là lịch sự và biết điều, rất dễ thương. Khi Hưng bệnh cũng nhắn tin hỏi thăm, nói chung có những dịp Tết lễ chúc Tết mình rất là biết điều, rất là dễ thương, cho người ta sức mạnh và cái sự cảm thấy cuộc đời này mình không bị bỏ lại ở phía sau. Xã hội còn quan tâm, còn rất nhiều người có thể quan tâm tới mình, cho họ tinh thần lớn lắm. Chứ họ đã bị như vậy rồi đó, đã sống trong bóng tối suốt cuộc đời luôn đó. Mà bây giờ ít nhất thì có một cái sự quan tâm của xã hội, cho họ một cái niềm tin, động lực đó. Và anh nghĩ đó là một cái duyên thôi đó. Cái duyên của mình được gặp cũng là một cái may mắn của mình đó, chứ phải không đâu. Chứ không phải là họ may mắn không đâu. Đối với Hưng là như vậy, mình được làm cái việc đó, mình được tạo phước cho chính bản thân mình nữa.
Cho nên là đối với Hưng đó là một trong những cái hạnh phúc trong đời nghệ sĩ của Hưng. Cảm ơn đời mỗi sớm bài thức giấc, ta có thêm ngày đơn để yêu thương. Cảm ơn chiều mây ấm thương quên chưa, làm cơn mưa sang lối nhớ em về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xôn xao. Cảm ơn bờ cát trắng vừa in sâu, bàn chân ai vội vã bước vô tình. Cảm ơn người trong phố rơi bàn đầu, ta rằng lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần đơn ái chưa đong đầy, vẫn giả vờ như trái tim còn nhiều. Cảm ơn lời ai hứa sau xa vời, nhưng vì yêu ta cố tin ngày mai. Cảm ơn đời đã thay với nhẹ lòng, cho trọn tới những lúc ta còn nhau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây ấm thơm quen chưa, làm cơn mưa sang lối nhớ em về. Cảm ơn người vì những lời gian dối, cho nỗi đau lành những vết thương sâu. Cảm ơn ngày chưa qua đêm chưa tới, để con tim vừa tránh nhớ một người. Cảm ơn người trong phố rơi màn đầu, ta dần lòng không nhớ thêm một ngày. Cảm ơn lần ngân ái chưa đong đầy, vẫn giả vờ như trái tim còn nhiều. Cảm ơn lời ai hứa sau xa vời, nhưng vì yêu ta cố tin ngày mai. Cảm ơn đời đã thay với nhẹ lòng, cho trọn tới những lúc ta còn nhau. Cảm ơn người trong phút giây mặn nồng, ta sợ lòng không nhớ thêm một ngày. Cảm ơn lần đơn ái chưa đong đầy, vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời ai hứa sâu xa vời, nhưng vì yêu ta cố tin ngày mai. Cảm ơn đời đã thấy với nhẹ lòng, cho trọn đời.